Chỉnh màu theo cách thông thường, nó giống như việc bạn đang điều khiển một chiếc xe máy nhưng không có đồng hồ đo km, thì bạn chỉ cảm giác thôi nha, cảm giác bạn đi nhanh hay đi chậm và khoảng khoảng là bao nhiêu đó chứ không biết chính xác bao nhiêu km. Thì cái đồng hồ km đó giống như việc sử dụng đồ thị trong việc chỉnh màu, nó sẽ giúp bạn tối ưu cho việc chỉnh màu và chính xác các thông số cần thêm cần bớt như thế nào thì nó hiển thị rõ rệt. Và trong đây mình sẽ chia sẻ hai cái mẹo giúp bạn chỉnh màu nó đẹp hơn, chuẩn hơn. À, mời các bạn cùng vào máy tính với mình nha. Rồi, tôi có hai cái video thế này, một video thường và một video bị lỗi. Trường hợp bị lỗi tôi sẽ nói ở phần sau, bạn sẽ rất dễ gặp ha. Thì bây giờ mình sẽ thao tác cho bạn thấy inbox các video bình thường vào nè. Thì các video bình thường mình chỉnh đầu tiên nha các bạn nha. Thì cái video mình quay khách quay nhưng mà người ta gửi cho mình thế này. Thì thường thường video quay dạng lốc thì nó sẽ như thế này tới các bạn. Thì bạn đầu tiên bạn mở giùm cho mình cái phần đồ thị lên. Đấy, thì bạn sẽ mở được cái bảng màu. Để bạn nhìn vào đây bạn quan sát được, bạn biết được highlight bao nhiêu, rồi màu nó ở mức độ nào. Và nó có cái la bàn để mình quan sát luôn. Thì bây giờ với cái video này mình không biết đủ sáng hay là thừa sáng. Nhưng mà thông thường bạn hay chỉnh thì bạn chỉnh trực tiếp cái thằng exposure ở trong cái thằng video. Nhưng mà đầu tiên nha, thì bạn hãy kéo giùm cho mình một cái lớp phủ ánh sáng trước. Thì cái lớp này chưa chỉnh ấy, thì nó sẽ không có gì đâu bạn, nó ám lên thôi. Thì cái cách đầu tiên bạn hay xài, nếu bạn thấy thiếu sáng thì bạn sẽ lập tức bạn vào cái basic của thằng adjustment, bạn kéo cái thằng exposure lên. Nhưng mà cái điều đó nó sẽ không có chuẩn và nó hay gây ra tình trạng là dư sáng hoặc là thiếu sáng. Thì bây giờ mình có một cái cách chỉnh nó hay hơn ha. Thì bạn hãy chỉnh vào cái tab crop. Thì bạn sẽ thấy được là sLGB này, cái đầu tiên cái phần trắng ấy, thì bạn sẽ thấy là bạn chỉ cần kéo cái ánh sáng ở trên và cái phần tối ở dưới nó sao nó chạm đáy 100 và về ngưỡng không là được. Thì mình kéo lên này, bạn sẽ thấy mình cầm cái thanh này mình kéo lên đến khi nào mà cái điểm cao nhất ấy, nó gần chạm ngưỡng trên ha, gần chạm ngưỡng trên thì bạn sẽ thấy là ok ha bạn ha. Đấy, và phần trên là phần sáng, phần dưới là phần tối. Thì bạn chỉnh cái phần tối đó nó sao cho nó tới cái phần không, nó về phần không. Và bạn sẽ thấy được hai ô trên là phần sáng và hai ô dưới là phần tối. Thì bây giờ mình chỉ có việc là mình cầm cái khúc dưới này mình kéo sao cho cái ngưỡng, bạn đừng có kéo lố quá nha, kéo vừa thôi. Đây, cái điểm ngưỡng đó nó vừa chạm cái mức về không là được. Đấy, ở trên cũng tương tự, cái điểm ngưỡng nó vừa chạm cái cột trên là được. Như vậy thì mình sẽ thấy được là cái màu mình khá là ok rồi. Vấn đề là cái màu đỏ hay là cái màu xanh lá cây, màu xanh dương nó lát mình nói sau ha. Mình quay lại basic nè. Thì bây giờ nhiệm vụ của mình là kéo thêm một tí thằng saturation. Thì như vậy là đã khá là ổn rồi các bạn, khá là ổn rồi. Tuy nhiên mình muốn đẹp hơn ấy thì mình sẽ chỉnh cái file này mình chỉnh thì thường thường các bạn sẽ thấy là cái file S-Log, C-Log gì đó ha. Và kể cả những cái file thường mà cũng áp dụng cách này cũng được. Thì mình sẽ kéo thêm cái miếng contrast để cho nó tương phản sáng tối nó ok hơn. Vừa thôi các bạn nha. Thêm một cái tí là cái thằng là shadow tăng lên xíu nếu bạn thấy là cái ngưỡng không nó chưa đạt, chưa chạm ngưỡng ha. Thì bạn sẽ thấy là đấy, mình cân chỉnh lại cho nó vừa phải. Rồi cái thằng sharpen mình kéo lên một xíu này để cho nó nét hơn. Clarity cũng tương tự cho nó nét hơn. Thì như vậy mình chỉnh đơn giản vậy thôi và các bạn sẽ thấy được là mình áp được cái phần crop và cái thằng basic vào thì nó sẽ như thế này, rất là khác biệt rồi các bạn ha. Tuy nhiên bây giờ mình chưa hài lòng lắm, mình sẽ quay lại. Mình sẽ nói một vài trường hợp trong cái tab crop cho bạn xem thêm ha. Thì để mà kiểm soát tốt cái tab này á, thì bạn sẽ biết là hòa trộn giữa các màu. Thì mình như mình nói đó, hai ô trên là ô sáng và hai ô dưới là tối. Thì bây giờ bạn muốn ám vào vùng sáng, ví dụ như mình muốn là giảm đỏ của tăng đỏ của cái vùng sáng highlight ha. Hoặc là bạn có thể là tăng đỏ này ở vùng tối này thì nó sẽ ám vào. Thì bạn nhìn cái đồ thị màu á thì bạn sẽ thấy được thôi. Nếu mà mình giảm hoặc là tăng cái đỏ này á thì cái đỏ này đang thấp hơn nè. Còn bạn kéo cái đỏ này mà thấp nữa thì cái hai cái màu kia nó vượt lên. Tại vì mình giảm đỏ thì hai cái màu kia nó ở trên ngưỡng ha. Đấy, thì nó là quy luật vậy thôi. Đỏ xanh và xanh dương nó hòa trộn lại tạo thành cái cơ bản của màu sắc phối màu thôi các bạn. Thì bây giờ cái video này mình thấy nó hơi đỏ ha, thì mình sẽ giảm một ít đỏ. Thì bạn sẽ cầm cái màu đỏ bạn kéo thôi. Vấn đề này là tăng nè, đang tăng thì cái này nó vượt ngưỡng lên nè. Thì mình muốn giảm đỏ ở vùng nào thì mình sẽ kéo cái vùng đó mình giảm xuống. Bạn hoàn toàn có thể là giảm ở vùng trên nha. Bây giờ mình muốn giảm đỏ ở vùng tối nè. Đó, vùng tối mình muốn giảm thôi. Đấy. Thì mình sẽ cầm kéo nó một ít. Đó, kéo ngược về một ít thì nó sẽ giảm khử được màu đỏ đi. Mình muốn nâng cái màu xanh lên cho nó đẹp á thì bạn hoàn toàn có thể là tăng xanh một ít thôi nha, một ít xanh ở cái viền tối.
Dưới là tối các bạn nha, cứ nhớ quy luật là dưới là tối và trên là sáng. Thì bạn hoàn toàn có thể là nâng xanh ở vùng sáng được nha, mình nâng một xíu thôi, đừng có cho cái mặt ám xanh nó hơi kỳ ha. Thì mình trong trường hợp mình muốn ám một xíu cho nó cảm giác nó trong sáng nhẹ nhàng hơn. Rồi tiếp theo mình sẽ nâng cái tông màu xanh dương lên để cho nó có phần là trắng sáng. Trắng sáng thường thường nó sẽ đi với xanh dương. Thì bạn sẽ thấy là ở dưới thì mình nâng cái tông xanh phần tối, nhưng mà phía trên phần xanh dương này thì mình nâng cái tông xanh dương phần sáng. Đó. Như vậy thì cái video của mình nó rất là khác rồi các bạn. Rất là khác, các bạn thấy không? Đầu và sau này. Đấy, nó khá là ok rồi. Vấn đề mà bạn kỹ hơn nữa đó thì bạn hãy chuyển qua cái tab HSL. HSL này bạn cũng có thể là nhìn vô đồ thị nha. Nhưng mà bây giờ mình muốn là chỉnh cái tông da thôi. Thì bạn nhìn cái da là nó thường thường nó màu cam cam trên gần màu đỏ đó. Thì bạn sẽ cầm, bạn kéo cái phần tính này, nó sẽ thay đổi cái màu da này. Nhưng mà mình chẳng ai muốn mà thay đổi màu da cả. Người ta chỉ muốn giảm cái thằng saturation một xíu để cho cái màu nó không có vàng cái da đó. Không vàng da ha, mình giảm một xíu nè, giảm xíu saturation và tăng miếng lightness lên để cho cái da nó sáng sáng hơn. Như vậy là mình đã có được cái màu nó rất là ok rồi các bạn. Nhiệm vụ của mình bây giờ là gì? Nói về cái tab Colorwell. Cái tab Colorwell này á, nó rất là quan trọng nhưng mà nhiều anh em không kiểm soát được, nên là mình sẽ nói kỹ trong video hôm nay. Và cái phần sau á, nó sẽ là phần sửa lỗi trực tiếp trên cái thằng Colorwell này luôn. Thì bạn hãy cố gắng xem luôn cái phần sau mình chỉnh cái video sau đó các bạn. Cái tendency này là nó ám vào bao nhiêu phần trăm, ví dụ mình chỉnh lên 100%. Cái vùng này cũng là vùng shadow nhưng mà nó có cái phần là chỉnh sáng cho cái đồ thị á, thì mình đã chỉnh phía trước rồi, các bạn không nên thay đổi phần sáng bạn chỉ thay đổi phần bên trái này thôi nè. Bên trái này bạn nâng lên một xíu thì bạn sẽ thấy là mọi thứ á, nó đều nâng lên. Tuy nhiên cái kênh màu đỏ, màu xanh và blue á, thì nó không có thay đổi, có nghĩa là nó chỉ ám màu vào theo một cái phương thức nào đó của phần mềm thôi. Nên là nếu bạn đã chỉnh màu ok, bạn tăng saturation rồi nhưng mà bạn chưa thấy nó rực rỡ thì bạn nâng cái màu lên cho ám, nó ám vào nó rực rỡ hơn nè. Nó ám vào những phần tối nha các bạn nha. Nó khác so với lại cái thằng saturation đó các bạn, khác. Thì bạn hoàn toàn có thể tắt bật cái colorwell này, bạn sẽ thấy cái màu nó no màu hơn ha, cảm giác nó no màu và nó đẹp hơn. Đó. Thì cái đây cũng là một bí kíp mà nhiều anh chị em không biết chỉnh màu trong cái thằng cấp kết PC này. Và cái thằng mix đồ á, là cái phần vùng màu ở giữa, bạn chỉ cần thay đổi cái vùng màu ở giữa này á, nó sẽ ám lên toàn bộ, vì đa phần chủ đạo cái màu nó luôn luôn cái màu trung tính các bạn. Đây là bạn thay đổi một xíu nè, ví dụ như mình hoàn toàn có thể cầm cái vùng màu này mình kéo qua một mức độ nào đó, thì bạn sẽ thấy lúc này á, lúc này thằng đỏ, thằng xanh lá cây và thằng xanh dương nó mới thay đổi, tại vì lúc này bạn thay đổi trực tiếp vào cái đồ thị màu luôn ha. Thì bạn sẽ thấy là nếu bạn kỹ á, và bạn muốn ra một cái tông màu lạ đó, thì bạn cầm cái chấm tròn ở giữa, bạn di từng chí từng tí một để bạn sẽ thay đổi cái kết quả nào đó nó ok so với lại phong cách của bạn. Tuy nhiên rất khó kiểm soát bằng cái cách là LGB bên cái phần khớp ha. Thì nếu anh chị em nào quen thì nên chỉnh bên đó, còn nếu anh chị em nào muốn ám một ít màu nào đó vào cái vùng trung tính á, vùng màu trung tính, vùng màu ở giữa đó. Trung tính là sao? Là nó không tối mà không sáng đấy các bạn. Nó đơn giản vậy cho bạn hiểu ha. Thì bạn hãy nhích từng tí một cái điểm ở giữa đó về cái tâm màu, vùng màu nào nó bạn thích ha. Ví dụ như mình muốn ám nó về một tí màu hồng hay là ám nó một tí màu xanh thì bạn kéo thiên lệch về bên đó. Nó đơn giản là vậy. Ở trên là màu nóng, ở dưới là màu lạnh các bạn ha. Nó đối chọi với nhau. Thì bạn có thể là cân nhắc sử dụng cái mix đồ này. Trong trường hợp này mình giới thiệu cho bạn mà mình không sử dụng nha. Còn phần tinh này á, nó giống như là một cái lớp mặt nạ thôi, thì nó ám bao nhiêu lên tùy thích. Đó. Thằng tinh với thằng offset nó tương tự nhau, mình sẽ nói riêng phần offset ha. Nhưng mà phần tinh này á, nó ám, nó thay đổi, nó liên quan đến cái phần thay đổi một cái vùng màu nào đó. Nếu bạn kéo lệch về bên hồng đi thì nó sẽ khử bớt cái màu xanh lá cây. Còn bạn kéo về cái màu xanh lá cây xanh dương á, thì nó sẽ khử vàng. Nó đơn giản vậy thôi, nó cũng tương tự cái chế độ cơ chế màu á, thì bạn nhìn cái đồ thị ha, nhìn cái cơ chế đồ thị và bạn nhìn luôn cái bánh xe vòng tròn ở 1, 2, 3 đó, cái phần vùng màu đó bạn sẽ thấy được. Thì mình tắt, mình bật trước và sau này mình thấy ok. Còn cái mục offset á thì nó là ám lên ha, nó thay đổi đấy, nó nâng toàn bộ cái tông màu theo ý đồ của cái phần mình dịch chuyển này, có nghĩa là nó sẽ thay đổi ba cái kênh màu sLGB rất là mạnh mẽ ha. Vùng sáng, vùng tối, màu đỏ, màu cam, đồ này kia đó, rất là mạnh mẽ. Mình thường thường mình không xài cái offset đâu. Bạn có thể là bạn chỉnh cái file lock thì bạn chuyển về lock nha. Còn bạn chỉnh file thường thì bạn để bình thường. Trong trường hợp này cái file này cũng thuộc dạng là file lock đấy, nên là mình sẽ chỉnh vào lock ha. Các bạn nên là thay đổi từ đầu trước khi chỉnh.
Rồi, bạn quay về HSL thì thường thường mình thấy là cái kênh màu xanh nó hơi ám. Ở đây tùy vào cái màn hình hiển thị nha, nếu mà màn hình hiển thị của mình không chuẩn á thì các bạn không hoàn toàn tin tưởng vào cái màn hình đâu. Nhưng mà trong trường hợp này cái màn của mình không phải là chuẩn lắm và mình cảm tính là mình thấy nó hơi bị ám xanh. Thì bạn hãy nhìn vào đồ thị thôi, tại vì mình thấy cái đồ thị nó màu xanh nó lệch lên quá thì mình sẽ kéo xuống. Đấy là lý do vì sao mà mình xài đồ thị nó sẽ ok hơn. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh trực tiếp cái file lỗi của mình này. Thì trong trường hợp một cái file quay sân khấu này á, là một cái màu nó thường thôi, không phải là lock các bạn ha. Nhưng mà bạn sẽ thấy là nó bị ám đỏ và cái ngưỡng ánh sáng nó lên rất là cao. Tại vì ánh sáng đèn phức tạp và cái màu đỏ nó bị cháy cái màu đỏ luôn ha, nó bị màu đỏ nó vọt lên quá cao, bạn nhìn vô đồ thị bạn sẽ biết à. Thì ánh sáng nó cũng rất là dữ nhưng mà vùng tối nó rất là nhiều. Thì bây giờ nếu mà bạn nhìn đồ thị một cách theo kiểu là trập khuôn á, thì bạn kéo cái này xuống thì lập tức cái video mình sẽ tối lại và nó không phù hợp trong cái hoàn cảnh này. Thì bây giờ mình phải xử trí ra sao? Mình cũng không cần chỉnh cái phần adjustment đâu nha, mình chỉnh trực tiếp cho cái file này luôn để bạn dễ quan sát. Thì mình chỉ độc nhất mình chỉnh cái thằng color wheel thôi. Mình nhìn vô đây mình sẽ thấy là cái phần tối của mình nó bị thiếu. Thì mình chỉ cần cầm cái thằng shadow này nè, mình áp dụng như hồi nãy mình làm, thì mình kéo những cái ngưỡng này nó dịch về phía không, đúng không các bạn ha? Đấy, đấy cũng là một cách. Và bạn sẽ thấy là mình chỉ cần kéo một xíu thôi là cái màu đã thay đổi rồi. Bây giờ mình ám cái thằng middle là cái vùng màu trung tính á, thì mình sẽ ám xuống một cái phần là khử màu đỏ. Thì bạn kéo xuống dưới á, nó liên quan đến cái tông màu lạnh và nó sẽ thay đổi một ít à. Và bạn sẽ thấy là cái màu đỏ của mình đang trừ bao nhiêu nè. Mình kéo xuống là nó trừ 0.09, trừ 0.08, 0.010 nè. Và mình dịch chuyển á, đồng nghĩa với việc hai cái màu xanh và màu xanh dương đó nó thay đổi. Nhưng mà bạn đừng quan tâm, bạn chỉ quan tâm là giảm đỏ thôi. Còn cái tông màu nó lệch á, thì bạn có thể là chỉnh lại được. Nhưng mà cái tông màu này lệch á, nó cũng là một cái gây ra một cái sự màu, cái màu nó đẹp hơn cho video của bạn á. Đó, bạn sẽ thấy là cái màu nó trắng sáng hơn, nó không bị ám đỏ nữa và cảm giác như là nó no màu hơn ha, nó đủ màu hơn. Bạn sẽ thấy nè, đấy, bạn sẽ thấy là cái màu của mình nó đã không bị ám đỏ hoàn toàn như hồi nãy nữa. Đó, bạn hoàn toàn có thể là chỉnh cái tông màu khác. Đó, bạn muốn ám xanh, ám gì đó thì tùy. Nhưng mà cái phần mix đồ này, gray này á, nó chỉ phục vụ cho cái việc là giảm đỏ cho cái tông màu. Và cái phần shadow á, nó chỉ phục vụ cho việc là cân cái màu vùng tối lại thôi. Đấy, các bạn sẽ thấy là cái màu mình sẽ đẹp hơn. Rồi bây giờ bạn hoàn toàn bạn có thể là bạn kiểm tra lại nè, trước nè. Nhiều anh chị em thì sẽ nhìn vô nói là ở cái màu nó đẹp hơn mà em. Thì thực ra nó bị ám cái khuôn mặt của cô gái rồi các bạn. Nên là mình chỉ quan tâm cái mặt da rồi những cái vùng toàn bộ thôi. Đấy, các bạn sẽ thấy là đây là cái phần mình chỉnh vào trước và sau nè. Rồi, nếu anh chị em muốn làm chủ những cái phương pháp hay hơn về màu trong cấp kết BC á, thì có thể là tham khảo các video mình để dưới phần bình luận nha. Mọi chi tiết về các khóa học edit video mình để dưới phần mô tả của video này nha. À, và nếu thấy video này hãy đừng quên cho một like, một share, một subscribe, nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.